Ngày hôm sau, hôm qua là lấy xe đi vòng vòng đo cái độ ồn cái lốp này. Bây giờ chạy qua bên khoang rửa, xe rất là dơ, rửa lần thứ hai. Thì hồi nãy giờ là quay rất là nhiều, nhưng mà giờ sorry mọi người là quên bấm nút quay, cho nên là muốn nói là hôm qua là lấy xe ở hãng. Thì hãng là cái vòi của nó xịt nó rất là đát tay, cái góc của nó rất là hẹp, nhưng mà nước ra thì không nhiều. Cái vòi này á, cái xịt nó không rát tay, nhưng nó giống như kèm chung cái hơi. Thì do đó là và cái góc của nó rộng, góc này 40 độ, thì rửa cái xe nó sẽ nhanh hơn. Xe thì hôm qua mới rửa hãng thôi, về thì rất là dơ. Hiện nay là mới phun cái phông lan, chắc để phun lại cho mọi người coi nó phun như thế nào, rồi sau đó nó sẽ xịt nước luôn. Đây, phun như thế này, cái đầu này chỉnh từ cái góc xòe của cái phun. Xô màu khác, tại lát hồi sẽ nhìn y chang hai xô xà bông luôn, không biết xô nào xô xả, xô nào xô xô xà bông luôn. Chỗ này dơ nhất, cát văng ra số gì đó. Nhưng mà ra cái bước đầu mình xả rewash rồi nên nó rất là đỡ. Xong rồi cái xe. Thì sau khi đã rửa xong thì xèo như các xe bình thường đã không có gì hết, thì xe là nó chưa có được phủ một cái lớp gì, nhưng mà mình có một cái gọi là ceramic spray, giống như là mình phủ ceramic vậy, nhưng mà không phải là phủ kiểu kia. Cái này nó không bền, cái này nó bền khoảng từ 1 đến 2 tháng. Nếu mà cái loại xà bông của mình mà rửa nó pH bằng 7, nói chung là trung tính á, thì nó an toàn, thì cái lớp này là bền. Thì khi mà cái ceramic spray vậy mình cứ xịt lên, nó hơi mắc tiền một chút, nhưng mà nó bù lại, nó cho mình một cái bảo vệ nhanh. Nước sẽ trôi liền, mọi người sẽ thấy cái giọt nước như vậy. Chứ mà trước khi mà không có cái ceramic spray á, thì cái giọt nước nó sẽ bị chà, chứ nó không tạo thành giọt được, tại vì cái xe này đâu có phủ cái gì đâu, thì mọi người cũng biết. Thì bây giờ là sẽ thổi xe thôi. Dùng cái máy thổi này, cái máy thổi là máy thổi chuyên dụng, khi nó chạy cái hơi của nó rất là mạnh,
ở trong spec của nó ghi là tới cái luồng gió mà bắn ra tới khoảng 700 cây số giờ thì nó có hai cái tác dụng. Thứ nhất là mình chạy một hồi là nó sẽ cái hơi nóng nó ra, nó ấm lên, nó giống như cái máy sấy, không tới như máy sấy nhưng nó sẽ là ấm. Một cái tác dụng thứ hai là khi mình thổi, mình thổi được những cái khe kẽ này với một cái hơi có độ rộng và đều và nóng thì nó sẽ sấy khô được các cái kẽ này nhanh hơn là mình dùng cái máy mà áp suất mình. Cái máy xịt đó thậm chí là trong, nếu mà không có bộ lọc đó, thì trong đó nó sẽ có hơi nước, hơi ẩm hoặc hơi dầu, nhưng nó cứ xịt nó vậy lại động vô mấy chỗ này, cho nên cái này là cái thổi khô thật sự. Có thể gọi là sấy á, tại vì nó sẽ nóng, cầm cái này nó rất là nóng luôn. Ngoài ra cái thêm một cái tác dụng nữa là khi đó nó an toàn cho xe mình, tại vì đôi khi có những cái chỗ ngóc ngách này kia nó còn đất còn cát rất là nhỏ, nhưng đó mình rửa không có được, thì khi mà mình thổi, khi mình lấy khăn lau thật lỡ mà nó chảy ra cái mình lau cái nó cũng có thể tạo xước. Còn cái này là mình thổi đi luôn, mình không có chạm gì hết, mình thổi nó trôi theo nước luôn, thì đó là cái an toàn mà tại sao mà các shop rửa xe nên biết cách sử dụng. Mình thấy cũng có một số shop sử dụng cái này nhưng mà do là có thể là không biết cách cho nên cảm giác là nó lâu hơn cái chuyện là cặp cái khăn của hồng cái hào xuống là xong đó. Thì mỗi cái nó có lợi và có hại, cái kia thì mình có thời gian, nhưng mà cái này thì mình an toàn và bảo vệ được cái xe nó đẹp hơn. Thì thổi khô được một nửa thì mình muốn là demo cái ceramic spray, cái xịt ceramic, phủ nhanh ceramic của mình trong lúc chuẩn bị lại cái bề mặt này, tại vì mình đã xịt lên rồi, bây giờ mình phải chuẩn bị là mình phải tẩy hết cái lớp ceramic đó đi. Thì mình cũng muốn coi sơ qua cái bề mặt sơn, thì mọi người có thể thấy là nó khá là quằn quện. Đây là ở đại lý chưa hề đụng vô, nhưng mà cái quằn quện này khá là mịn, có thể đây là chính từ nhà máy ra, mình đoán là vậy, tại vì xe là lấy từ trong kho ra, mình không cho rửa, không cho đánh bóng, không cho làm gì hết. Thì đây mọi người sẽ thấy nó hô hô, cái này gọi là hologram. Hologram thực ra là do cái pad đánh bóng á, cái miếng mút đánh bóng có thể là do lông cừu hoặc là xử lý nó chưa được gọi là mịn. Cái vấn đề này thì không có gì là ghê gớm cả, tại vì người ta làm là sản xuất hàng loạt, không ai có thể mà ngồi mà đánh bóng kiểu như là xe Rolls Royce hay các xe siêu sang. Dù sao đây là C, chỉ là C200 bình thường, cho nên là, nhưng mà nhìn cái đèn rất là trong nè, cái đèn nó không có xước nè, rất là ít xước đó. Thì mình cũng có thể thấy được là mình sẽ xử lý cái việc này nó rất là đơn giản. Thì mọi người thường hỏi là cái xe mới tinh về làm gì, cái xe mới rồi về cứ chạy đi không, nhưng đối với mình cái xe mới là thật sự nó chưa mới đâu. Kể cả cái này là coi như là cái lô, cũng rất may là bác mang tính cho mình một cái lô mới nhất vừa về, thế là xe cũng không có bị hiện tượng móc nhiều, kiến cũng không có móc nhiều, kiến cũng rất là trong, là mình biết cái xe này không có bị phơi mưa phơi nắng nhiều. Tuy nhiên là đó, thì nó không có những cái lớp phủ, bề mặt sơn nó chưa hoàn hảo so với mình, thì nó hơi tắc kè bông một xíu, mình hay gọi là tắc kè bông đó. Thì đây khá là quần sứ hết, cho nên là mình sẽ đánh bóng cái này thì xử lý nó nhẹ nhàng thôi, không đến nỗi chứ móc miết rồi xước mấy mệt. Còn cái này là cái hologram, thật ra đó là những cái xước mảnh, người ta hay gọi là xước quần xước swirl mark hay là xước lông mèo, có rất là nhiều cách gọi. Cái cản thì nó đỡ hơn nè, cái cản nó đỡ hơn, nhưng mà cái này nó bong ghê chưa đó. Ok đó, review nhanh, giờ mình sẽ demo lại cái nắp capo cho mọi người thấy cái ceramic spray, phủ ceramic nhanh bảo vệ trong vòng từ 1 đến 2 tháng. Thì muốn demo với mọi người cái phủ nhanh ceramic spray thì mình đã xử lý lại cái này nãy spray rồi xong thổi khô, giờ xử lý lại để cho nó coi như là mất cái lớp đó mà nó bền thiệt. Giờ mình thấy nó bền thiệt, mình xử lý nãy giờ bôi cả xà bông kìm tính mà mấy lần nó mới hết. Thì giờ mọi người dễ nhìn là cái nước nó không trôi nữa. Đâu đó còn hơi hướng cái ceramic, nhưng mà đó nè, mọi người thấy nó không có thành hạt nữa, không có trôi nữa. Thì bây giờ nó rất đơn giản, mình sẽ xịt nó lên rất là nhẹ nhàng. Đó, ba shot rồi. Đó, cứ đi xịt vòng vòng xe này kia thì nó sẽ ngấm lên đó, xong rồi mình không có đụng gì cả, mình chỉ cần xịt nước lại thôi.
Wow, quá đã luôn. Đó là nó đã phủ được một cái lớp nhanh ceramic rất là bền. Nếu mà rửa mà xà bông trung tính mình nghĩ là bền lắm, để giờ mình rửa kiềm tính là mình tẩy cái này đi mà phải mấy lần, còn trung tính chắc đúng là cả 1-2 tháng. Ngon lành, ngon lành. Để lên cái nước rồi không có áp lực. Đây. Rồi là khác hồi nãy là nó cạo tạo thành mảng, còn đây là nó tạo thành hạt rồi. Ngon lành. Rút ào ào. Nếu mà ở trên cửa thì như những cái chỗ bình cửa này dễ thấy hơn. Như mọi người cũng biết là cái xe này mình đâu có phủ cái gì đâu, tại vì mình sẽ đánh bóng nữa mà, mình đâu có tốn tiền đi phủ chi nữa, tốn tiền tốn công tốn sức, cho nên là spray như vậy để cho mình an toàn, an toàn rồi có một cái lớp bảo vệ để mình còn đi làm cái lốp xe nữa. Mình sẽ thay cái lốp này, cái vỏ này là vỏ ren flat thì nó khá là cứng, mình chạy thì thấy nó là hơi ồn, thậm chí ồn hơn cả Mazda 6 của mình, cho nên mình sẽ đi đổi một cái vỏ là Michelin Bramante. Bramante thì nó êm hơn Bramante 4. Thì bây giờ mình rửa để mình đi đổi. Đó là cái đầu tiên mà mình làm cho em xe này. Em xe sau khi rửa xong thì rõ ràng là mọi người thấy là cái dấu vết đánh bóng là nó xoẹt 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 vậy. Nhưng mà nếu mà không có cái đèn á thì cái xe rất là bóng nha. Cái xe này bóng, khá bóng, thì cái hologram nó sẽ bị vô cái đèn. Ngoài ra một chuyện nữa là bụi sơn, bụi công nghiệp, các loại bụi nó bám lên cái bề mặt thì rửa không bao giờ hết, mà mình phải tẩy bằng cái cách khác, bằng cục đất sét hoặc là bằng các cái hóa chất chuyên dụng không tổn hại bề mặt sơn. Để mà muốn biết có hay không chỉ cần nghe cái tay vuốt lên đó. Mà cái sơn nên sơn sạch nên mới làm được vậy nha, còn cái sơn mà bụi mà vuốt vậy là nó chảy hết. À, mọi người nghe rất là xào. Wow. Cả xe mọi người ơi. Đây đỡ hơn nè. Đó. Còn mà mọi người muốn thử cái xe mà nó không có bụi sơn á thì đây. Em này thử đi. Em này có nè, còn. Này, vô trong này. Im lặng mà không nghe gì hết đúng không? Đó. Đây mọi người ơi, đó thì cái xe là nó đang là rất là hologram, nhưng mà mình để ý thấy có những cái dấu như vậy. Đây. Đây là dấu tay chà vô nè. Ở đây ở dưới nó có một cái vết gì đó, xong người ta cháy tay người ta chà vô và nó là nằm như vậy luôn. Đó, mình có clip mình đã nói là đừng có lấy tay mà chà vô, đây cũng có chút nè. Đó. Lấy tay chà vô nè, đó thấy không? Cái xe mà nó bong thì mình nhìn tay thêm quá nữa nè. Đó. Thì rõ ràng ở đó nó có một cái chấm gì đó. Thì theo thói quen đây, một chấm. Thì đó, là cứ lấy tay gì coi thử nó là cái gì, nó tạo ra những cái chấm đó. Còn lại thì cái mặt sơn nó còn bong lắm. Với lại mình có thấy mấy cái điểm nó giống như là lỗi sơn á, nó nằm hằng ở dưới. Thì cái máy này có thể là nó không capture nổi đâu, nhưng mà mình chỉ ra như vậy thì dù sao Mercedes vẫn là commercial thôi, lắp ráp đại trà thôi các bạn, nhưng mà nó vẫn rất là tốt hơn những cái dòng thấp hơn rồi. Tầm thấp nội thất thì bữa giờ vẫn chưa có gắn thảm vô. Thật ra bữa giờ vì mới hôm qua thôi, mới lấy xe hôm qua thì mình thấy ở đây nó có cái miếng này giống miếng bìa gạch tông bình thường, nhưng mà thật sự là không có bình thường đâu. Cái này nó có lót một cái lớp mút này, lót một cái lớp mút rất là ngon. Để mình xé thấy không, cũng là sang chảnh lắm chứ, mút nè. Đó, chứ không phải là nhìn là tưởng miếng bìa bình thường. Sang chảnh là ở chỗ đó, khi mà đụng vô mới wow. Không phải bìa thường mà là có lớp mút ở dưới. Thì giờ xem tới nội thất thì nội thất cũng khá là đẹp rồi. Mình sẽ dán PPF ở những cái vị trí này, một số thứ như là con chuột này sẽ rất dễ chạy đây, và các cái nút này
Mình có một cái xe GLC của một anh bạn, mình dán cũng được gần 2 năm. Vô nhìn cái nội thất ở trong cái console đó nó rất là dễ chày vì nó là gỗ bóng. Mà hôm qua anh quay lại là nhìn thấy rất là đã, sạch bon. Tại vì cái tính năng PVF là nó có thể là self healing, tự liền vết xước ở những cái vết chày nhẹ nhàng như trong nội thất mình lâu hay là mình va chạm á, là nó tự liền hết. Chỉ đương nhiên là ở body này mà nó va một cái đùng là không có thể là phục hồi được nhớ. Nhưng mà trong nội thất thì nó lại thành quá là ngon. Rồi bây giờ dọn tiếp. Rồi bây giờ bóc nước hoa rồi mọi thứ mọi người ơi, đồ mới tinh trong này hết trơn à. Interior perfume. Đủ mùi hết. Nightlife mood, sport mood, downtown mood, pacific mood. Mình nghĩ là cái này là cái mùi để mình feel được cái mùi đó là cái mùi gì. Nó chơi vậy sao lấy ta. Made in Germany, nightlife mood. Có thể là để dành cho người ta gọi là thử cái mùi này rồi xong người ta đi lên mua chai nước hoa. Đây là dạng như sample. Đó. Có vẻ sang trọng. Đây là chai nước hoa. Resident mood. Resident mood là trong này mình có không ta? Freestyle. Mệt quá rồi, freestyle mood. Freestyle là nightlife, sport, downtown, pacific. Nó sẽ sample những cái mà mình không có. Đúng rồi, nó ô khùng, nó bỏ thêm cái sample đó vô. Thiệt. Nó đã ngửi nguyên chai rồi. Giờ bóc ra, mình nghe nói chai nước hoa này 2 triệu mấy, 3 triệu. Không thua gì nước hoa xịt lên người. Rất là sang. Sang quá, mình không dám xài luôn. Ồ, cái mùi kia nảy xịt lên là thơm ấy. Cầm này xịt quần áo hả ta. Này. Nó chỉ có chút xíu như vậy thôi. Đó. Thì không biết là bao nhiêu mili. Dưới này nó có một cái miếng 500 hít 15 ml. Rồi giờ mình đi lên đây. Mình bỏ vô cái cặp của thần thánh của nó. Trong này. Đây. Nó sẽ hít vô và nó tự chạy. Đó. Chạy vô nè. Nó có năm. Đó. Vui phết. Nè. Rồi. Đó. Thì sẽ chỉnh mode ở trong này là nó sẽ lâu lâu nó bơm cái một chút cái mùi này vô trong cái hệ thống dàn lạnh này, là nó sẽ làm cái không khí trong này rất là thơm sang, giống như là những cái khách sạn 5 sao vậy. Mình vô mình có thấy nó thơm. Thật ra là nó có các cái máy này. Đầu tiên nó sẽ có cái máy ion để khử không khí, cho không khí sạch, khử mùi. Sau đó là nó nhả mùi hương này vô nhẹ cái là nhìn không khí rất là fresh mà thơm. Còn cái mùi nó thơm quá, mới sạch cái mùi gì để coi lại clip. Ok. Chào mọi người, hôm nay có cái hai chiếc mạc ở đây để mình tiện mình làm một cái so sánh rất là hay. Một chiếc mạc đây là đời 2019, mới tinh lấy từ hãng ra, đi thì hơi bụi thôi, đừng để ý cái bụi. Một chiếc mạc kia là đời 2013 nhập Đức. Đây là cái đời đầu tiên mà Việt Nam ráp ở tại Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên anh chủ là chiếc này, anh chủ thời đó anh chủ mua nhập từ Đức. Anh chủ cũng có một chiếc mạc ở nhập Việt Nam. Mọi người có thấy không? Có sự khác biệt gì không? Mình có thấy là cái xe này nó bạc hơn là cái xe kia màu đen. Mặc dù xe kia cũ hơn, xe này mới hơn. Ủa tại sao vậy? Thật ra khi mà cái sơn nó bị xước mờ nhẹ thì nó cái ánh đen nó còn không còn sâu nữa, nó sẽ bạc, cái xe nhìn nó bạc. Thì mọi người nhìn một chiếc xe thì mọi người sẽ thấy không sao, nhưng khi mọi người có một cái so sánh thì mọi người sẽ thấy là wow, khác nhau đến vậy hả. Cho thế cho nên mình mới nói là mình chăm xe từ đó đến giờ nó quen cái mắt mình rồi, mình nhìn qua một cái là mình biết cái xe nào nó chưa được bóng chẳng hạn. Đó, nó còn quằn quện thì đây nhìn nó rất là quằn quện. Thì bỏ qua cái những cái chấm dơ bụi đi, thì những cái tia này quằn quện nè, nó làm cho cái xe nó bạc xuống, nhất là màu đen. Thì các cái màu solid á nó sẽ bạc đi, màu vàng thì nó hơi tái đi, nó bạc, màu đỏ nó cũng bạc. Đây, wow, nhìn cái xe. Đây. Chăm sóc 13 năm. Từ 2013, 13 đến giờ 19 là cũng được 5-6 năm. Nhìn cái xe tuyệt vời. Còn cái xe bên này thì nó hơi bạc liền ra luôn. Kể cả nhìn cái fender này kia,
nhìn nó bạc bạc, nhìn tuy cái góc nè, đây nhìn dài, xong quay qua góc này thấy nó đen hẳn không, khác nhau liền mọi người. Cho nên cái xe không phải cứ cái xe mới là sẽ mới hơn cái xe cũ đâu, nó cái khái niệm nó nghe hơi lạ nhưng mà nó đặc biệt là áp dụng với bên Clan. Thì mình xem sơ qua nội thất để mình biết cái xe thật sự chạy 5-6 năm nó như thế nào. Đây, ở đây mình lót cái thảm để ở dưới còn cái thảm zin nữa, nhưng mà lót cái thảm để mình đạp lên. Đây nội thất tuyệt vời, tuy có những cái dấu hiệu vết sờn, đây vô lăng sờn hết rồi. Đó, vì cái da này nó rất là mềm mại cho nên là cầm ở đây nhiều quá thì nó sẽ sờn, nếu cầm ở đây thì nó đỡ hơn, hoặc là cầm ngay để tay ở đây miết ở đây quá thì nó bắt buộc phải sờn. Nhưng mà coi ghế, xe 2013, mình nhớ là 2013, 2014 gì đó, rất là lâu rồi các bạn. Tại vì thời đó mình còn đi làm Vinamilk mà, là phải 2012, 2013 gì đó. Đây, nhìn nội thất 5-6 năm chăm ở Clan, và cộng thêm là anh tài xế cũng rất là kỹ, anh chủ cũng rất là kỹ tính, tuyệt vời. Xe đó mình nói rồi, ở đây mình chăm những cái xe mà rất là thời gian rất là lâu rồi nhưng mà nó rất vẫn còn rất đẹp. Thì hy vọng là cái em 29 này sẽ đẹp đẽ trở lại.